Thì lần trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái lỗi mà điều khiển của cái máy GVC BRS822. Thì phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách khắc phục lỗi error 70. Error 70 cũng là một cái error khá là thông dụng ở những cái máy GVC. Bây giờ tôi sẽ bật nguồn lên. Đấy, khi bật nguồn thành công rồi thì nó sẽ hiển thị tất cả những số 0 nè. Và chúng ta sẽ chọn cái cassette size bằng cách là nhấn cái nút này ha. Nếu chúng ta đưa bằng VSC, chúng ta nhấn nó sao cho nó chỉ có một cái điểm giữa mà thôi. Còn nếu chúng ta đưa cái băng full size thì chúng ta sẽ nhấn một lần nữa sao cho nó sáng ba đèn led. Bây giờ chúng ta sẽ cho một cuốn băng vào. Chúng ta thấy là login chưa thành công mà cái hai càng login nó chỉ dâng lên tới một nửa thôi và máy đã ngừng hoạt động. Và đồng thời là nó xuất hiện con số là 70, tức là error 70. Thì khi mà cái error xuất hiện rồi, chúng ta không thể nào lấy băng ra được và tất cả các phím đều bị vô hiệu hóa. Thì cách duy nhất để lấy băng ra đó chính là tắt nguồn và mở lại. Chúng ta sẽ tắt nguồn và chờ trong vòng mà vài giây, sau đó mở điện lên lại và chúng ta sẽ bấm và giữ nút Reset. Thì chúng ta mới lấy băng ra được. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái lỗi error 70 này. Thì error 70 đó chính là error báo là lỗi servo, tức là cái rum quay với tốc độ bất bình thường. Thì nguyên tắc của máy là nó sẽ kiểm tra tốc độ của rum sau 2 giây kể từ khi rum bắt đầu quay. Nếu tốc độ có một cái gì đó bất thường thì nó sẽ báo error 70 và không cho máy hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mạch servo của nó như thế nào. Đây là phần mặt dưới đây. Đây chính là cái mạch servo. Thì nó sẽ gồm có hai miếng mạch nhỏ. Bây để lấy được cái mạch này, chúng ta sẽ tháo hai con ốc ở mặt trước ra. Chúng ta sẽ tháo hai con ốc ở đây. Sau đó dùng tay đẩy phía sau và nhấc cái góc phía trước lên. Đây chính là mạch servo. Đây chính là mạch servo thì nó sẽ gồm có hai bo. Bo trên và bo dưới. Thì cái bo trên này nó có nhiệm vụ là điều khiển dàn cơ cũng như cái quy luật chạy và servo reel, tức là điều khiển hai cái reel cuốn băng. Thì trên đây nó sẽ gồm một IC điều khiển, một con IC ROM và những cái linh kiện analog, ví dụ như ốc em vân vân, dùng để khuếch đại cái xung BG FG của cái reel. Ngoài ra nó còn có những cái khối dùng để lái động cơ nữa và khối nguồn ổn áp. Còn cái bo ở dưới này chính là cái bo servo dành cho rum và capstan. Thì chúng ta sẽ tập trung vào cái bo dưới này nhiều hơn. Thì bo dưới này nó sẽ gồm con IC điều khiển. Con IC sẽ có tác dụng là điều khiển servo cho phần capstan và phần rum. Và những cái linh kiện ngoại vi chẳng hạn như là ốc em dùng để khuếch đại những cái xung BG FG của rum và capstan. Chúng ta thấy là cái mạch servo này thiết kế cũng rất là nhiều linh kiện. Thì đây chính là IC điều khiển. Nó sẽ có những cái điểm quan trọng như sau. Thứ nhất là cái chắc cắm cho cái rum ở dưới đây. Vì nó bị hư cái rum cho nên là chúng ta sẽ tập trung những cái liên quan đến chữ rum mà thôi. Thì nó sẽ có hai cái điểm quan trọng. Thứ nhất đó chính là cái điểm TB6 và thứ hai điểm TB7. TB6 này chính là rum FG, tức là nó sẽ cho ra tín hiệu xung điều khiển tần số. Và TB7 này chính là rum BG, tức là nó sẽ cho ra cái tín hiệu hồi tiếp về điều khiển pha ha. Đầu tiên chúng ta nhìn sơ qua về cái sơ đồ mạch điện bên trong của cái mạch này. Thì đây chính là cái mạch điều khiển servo của rum và capstan ha. Thì chúng ta thấy là trong đây nó có con IC rất là to. IC này được gọi là IC điều khiển servo ha. IC rất là nhiều chân. Nó có đến 80 chân. Rồi. Xung quanh nó có rất nhiều linh kiện analog, ví dụ như transistor hoặc là op amp cũng như là switch. Các switch điện tử ha. Và xung quanh nó còn có những cái connector nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái đường rum. Điều khiển rum.
Đây chính là rơ motor đây. Thì nó sẽ có connector gồm có 5 chân nha, 1 2 3 4 5. Thì 5 chân này sẽ có thứ tự như sau. Thứ nhất là cái đường 12V dành cho động cơ. Thứ hai là điểm ren D. Thứ ba chính là điểm rum BG. Điểm này sẽ báo về cái pha của rum. Rồi thứ tư là điểm rum error. Đây chính là cái giá trị mà xuất từ mạch điều khiển ra dùng để điều khiển tốc độ. Và cái điểm cuối cùng đó chính là rum FG. Điểm này chính là điểm hồi tiếp tần số. Thì thế nếu như mà cái rum mà nó quay không đúng tốc độ thì có khả năng là thường thấy nhiều nhất là nó không có cái xung BG hoặc FG báo về. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mạch nó đi như thế nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái đường rum FG trước đi. FG chính là điều khiển tần số nè. Nó đi đến một cái mạch như thế này. Trong cái mạch này nó có một con ốc em. Con ốc em này dùng để khuếch đại cái tín hiệu nè. Đây, IC10. Và sau khi khuếch đại thì nó ra cái TB6 nè. TB6 chính là cái điểm FG. Và cái TB6 này nó sẽ đưa cái tín hiệu xuất ra đến đến chân IC này. Đây, rum FG đây. Thì nó sẽ báo về IC này nhận biết cái tín hiệu này và nó sẽ biết được cái rum có quay đúng tốc độ hay chưa. Nếu như mà chưa đến tốc độ mong muốn thì nó sẽ tăng điện áp đầu ra cho cái rum nó quay mạnh hơn. Còn nếu như mà nó thấy cái rum mà quay quá tốc độ thì nó sẽ giảm điện áp xuống sao cho cái rum quay chậm lại để cái tín hiệu nó bám theo cái giá trị nhất định. Đối với hệ ban nó sẽ là 25 vòng trên giây. Đó, thì chúng ta thấy là cái mạch trong cái mạch khuếch đại nè, nó sẽ có một cái ngõ vào và ngõ ra. Ngõ vào nó đưa vào chân cộng của IC10 và ngõ ra lấy từ chân 7 của IC10. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử coi cái tín hiệu vào của rum có hay không. Tức là chúng ta sẽ đo cái chân số 5 của cái connector CN15 này. Xem coi cái rum nó có trả về tín hiệu FG hay không. Bây giờ tôi sẽ đo nè. Tôi cho băng vào. Đấy, khi lắp pin lên thì chúng ta thấy là có cái rum có cái xung FG báo về. Bây giờ tôi sẽ tắt nguồn mở lại lấy băng ra và chúng ta sẽ tiếp tục đo cái điểm TB6. Chúng ta mở nguồn và cho băng vào. Chúng ta thấy là không có xung FG báo về. Bây giờ chúng ta trả lại mạch. Tức là chúng ta có cái điểm này có tín hiệu nhưng đầu ra không có tín hiệu, vậy nghi ngờ là cái mạch khuếch đại này bị sự cố. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái mạch này. Thì đầu tiên, cái tín hiệu vào nó đi qua con R18 và R47, nó chia xuống, nó chia tỷ số xuống để cho tín hiệu nó giảm cái biên độ lại. Sau đó, từ cái điểm này nè, cái điểm chữ X này nè, nó sẽ kéo một con điện trở R110 kg qua chân dương của IC10. Và là nó còn chia ra một cái tín hiệu nữa qua R109 và C41. Thì đây chính là mạch lọc thông thấp, hay được gọi là mạch tạo tạo độ trễ pha. Tức là đây chính là mạch so sánh. Nó sẽ so sánh cái giá trị điện áp tại đây với lại cái giá trị trễ pha của nó. Tức là đây chính là cái mạch trigger mà thôi, mạch so sánh trigger. Thì chúng ta nghi ngờ là cái chân số 7 của IC này không xuất ra nè. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp. Thì đối với những con IC ốp em này á, cái điểm ra của nó sẽ là có giá trị là VCC chia 2, tức là điện áp nguồn của VCC chia 2. Thì ở đây IC10 này á, nó có được cung cấp bởi một cái nguồn là 5V. Thì cái chân số 7 này sẽ là 2.5. Bây giờ tôi sẽ đo thử cái chân số 7 này. Chứ mà hay là nó tăng lên đến 5V. Vậy có khả năng là cái điện áp tại chân số 5 và chân số 6 này bị lệch nhau. Bây giờ tôi đo thử chân số 5. Và chân số 6.
rõ ràng điện áp chân số 5 lớn hơn chân số 6, cho nên là chân số 7 nó sẽ luôn xuất ra tín hiệu là 5V. Vậy chứng tỏ là cái mạch này nó hoạt động bị sai. Thì về nguyên tắc, nếu như mà ốc em hoạt động ở vùng tuyến tính á, thì là điện áp của ba chân là 7, 5, 6 này sẽ bằng nhau và bằng 2.5. Bây giờ chúng ta phân tích tiếp nè. Cái điện áp chân số 5 này nè, nó lấy từ điện trở R100. Điện áp chân số 6 này lấy từ điện trở R109. Vì hai cái điểm đầu của R100 và R109 này nó bằng nhau. Tuy nhiên sau khi qua hai điện trở này, nó lại có giá trị là khác nhau. Vậy là có khả năng là do cái tụ C10, C41 này nó làm rò dòng xuống mát. Khi nó làm rò dòng xuống mát này thì nó sẽ kéo cái điện áp sụp trên R109 này xuống thấp hơn điện áp chân số 5. Cho nên là IC ốc em mình sẽ báo về chân số 7 luôn ở mức cao. Vì vậy là nó sẽ không có cái tín hiệu xung khuếch đại từ FG báo về IC chính. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái tụ C41 này. Thì sau khi thay C41 xong, chúng ta sẽ thử xem cái điện áp ra của chân 5, 6, 7 nó có bằng nhau hay không. Bây giờ tôi đo từng chân một. Chân 5 nè. Chân 6 nè. Và chân số 7. Đều nằm trong khoảng bằng nhau hết. Vậy là cái nguyên nhân hỏng này chính là do tụ C41 này. Bây giờ chúng ta đã khắc phục xong lỗi rồi, bây giờ chúng ta sẽ hoạt động xem máy nó chạy như thế nào. Đây là máy của chúng ta sau khi sửa. Bây giờ tôi bật nguồn lên. Bây giờ cho con băng vào. Máy lắp đinh thành công, rum sẽ quay và máy sẽ ở trạng thái là standby. Bây giờ tôi bấm play nè. Chúng ta thấy là counter có đếm và băng có chạy. Vậy giờ lỗi này chúng ta đã khắc phục xong. Clip tới tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục những cái bệnh khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.